Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Nga nha. Sorry mọi người một chút xíu để mình điều chỉnh này cái. Trước tiên hết thì Nga xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn. Và Nga xin chúc tất cả các anh chị và các bạn một cuối tuần vui vẻ và gặp mọi sự may mắn. Và có một ngày kỳ nghỉ lễ chỉ trong vỏn vẹn trong vòng 3 ngày thôi, là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Do mình được nghỉ bù vào ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Và trước hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các anh chị một cái việc đề tài là mình sẽ làm gì cho cái kỳ nghỉ sắp tới. Và tất nhiên là trong cái khoảng kỳ nghỉ sắp tới này, tất nhiên bữa nay là tất cả các anh chị đã có một cái plan của mình rồi cho cái ngày Dỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ trong 3 ngày. Đối với những anh chị làm công việc giống như là cán bộ công vân viên chức nhà nước thì được nghỉ 3 ngày. Còn đối với các anh chị và làm doanh nghiệp nhà nước á, làm những cái doanh nghiệp tư nhân á, hoặc là của công ty nước ngoài thì các anh chị sẽ nghỉ được khoảng 2 ngày thôi, là ngày thứ chiều ngày thứ 7 nè, sáng ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Tất nhiên ngày thứ 7 và ngày chủ nhật thì Nga không tính, thì mình được nghỉ ngày thứ hai. Và sẽ có nhiều anh chị sẽ đi những cái chuyến ngắn, hoặc là nội trong thành phố, hoặc là nội trong cái vùng địa phương của mình. Và cũng có nhiều anh chị sẽ đi những cái chuyến dài, ví dụ như ra ngoài Vũng Tàu hay là đi Mũi Né để nghỉ cùng với gia đình mình. Thì tất nhiên là Nga biết rất là mọi người đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Và mình đây mình chỉ muốn chia sẻ cho cái những cái kỳ nghỉ sắp tới. Ví dụ như là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 mình sẽ nghỉ một loạt đến 5 ngày lận. Và cái những cái sau đó là vào mùa hè, thì tất nhiên là Nga tin rằng trong số tất cả các anh chị và các bạn, có những anh chị đã chuẩn bị cho cái kỳ nghỉ hè của con em và lên một cái kế hoạch. Nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ có những anh chị và các bạn cũng chưa được có plan, lên có plan nào hết. Và hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị là các bước chuẩn bị. Thì thông thường với cái kinh nghiệm và cái những cái lần mà mình đã đi chơi á, thì mình đã có một cái kế hoạch rõ ràng. Và Nga chỉ tóm gọn thôi, chỉ thể hiện qua 5 bước chuẩn bị cho chuyến đi du lịch của mình. Tùy theo là các anh chị đi trong nước hay ngoài nước thì đều phải có cái plan hết. Và mình dưới đây mình sẽ liệt kê 5 bước. Thứ nhất á, là bạn hãy chuẩn bị ngân sách. Thứ hai là bạn đi thì phải thông thường có người đồng hành. Thứ ba là mình phải chọn địa điểm đến. Thứ tư là mình phải so sánh giá cả. Thứ năm là mình phải săn những tour với giá thích hợp với túi tiền của mình, và hoặc là vé máy bay với giá là rẻ hoặc là với giá mà mình thích là được rồi. Rồi, trước tiên hết thì mình muốn nói đến cái việc là chuẩn bị cho ngân sách. Thì tất cả mọi người biết rằng là khi đi bất cứ nơi đâu thì mình cũng phải chuẩn bị một cái ngân sách thật là chu đáo. Cho dù mình đi du lịch trong nước, ngoài nước hay là tự túc, mình đều phải có một cái khoản ngân sách cố định và mình phải dự trù tất cả các chi phí. Càng chi tiết càng tốt. Cái này là mình nói ở đây là tùy từng trường hợp. Ở đây nếu như tất cả các anh chị hoặc là trong số các anh chị đây có người là có thu nhập ok, và có người có nguồn thu nhập thụ động và có cái nguồn tài khoản, ví dụ như tiền ngân hàng để dành có lãi suất cao, và ví dụ như có một số anh chị là sẽ có một cái nguồn thu nhập ví dụ như cỡ ngân hàng chừng tầm hàng cỡ tầm chừng 10 tỷ hoặc là trên hàng 2 tỷ thôi, là Nga cũng biết là mỗi tháng thì anh chị cũng có một cái nguồn thu nhập cũng ok lắm. Khoảng tầm 2 tỷ là các anh chị đã có khoảng bèo bèo lắm cũng khoảng hàng chục triệu một tháng trở lên rồi. Thì tất nhiên là tùy theo túi tiền mà mình sẽ có một cái plan. Nhưng ở đây mình muốn nói là mình phải lên một cái kinh phí thật chi tiết, thật càng kỹ càng tốt cho mình, để mình nhắm chừng cái hầu bao mình sẽ mang theo là bao nhiêu, và mình sẽ làm một cái plan để mà mình có một cái khoản tiền đó. Ví dụ như các anh chị phải lên những cái chi phí như là vé máy bay nè ha, rồi xe, giá máy bay hoặc giá xe nếu các anh chị đi trong nước hoặc ngoài nước tùy tùy các anh chị. Nhưng mình phải lên một cái vé chi phí mà gọi là vé máy bay vận chuyển từ nay đến đêm đến, hoặc là vé xe. Thứ hai là khách sạn. Khách sạn nếu trường hợp mình là đi tự túc
hoặc là mình đi trong nước thì mình phải book khách sạn. Còn trường hợp mà các anh chị đi du lịch mà dạng mà tour trọn gói thì mình sẽ đề cập sau. Kế tiếp nữa là mình phải tìm được địa điểm ăn ở. Ở đây ý mình nói là ăn ở là như thế này. Nếu các anh chị đi tour thì các anh chị sẽ không phải lo gì hết. Nhưng ở đây mình muốn nói nhấn mạnh là ăn ở, có nghĩa là ăn là mình sẽ ăn được những món ăn địa phương. Thí dụ như các anh chị đi trong nước thì các anh chị phải tìm được là địa chỉ, cái chỗ mà ăn ngon nhất, hoặc là cái chỗ mà địa điểm ăn mà nổi tiếng ở cái vùng mà các anh chị đến. Còn đối với các anh chị đi nước ngoài, nếu mà đi tour thì các anh chị sẽ phải xem là cái tour sẽ cho mình ăn uống ở đâu, rồi hoặc là mình sẽ hỏi cái người mà dẫn tour, người ta sẽ hướng dẫn mình, hoặc là người tối thì người ta sẽ dẫn mình đi ăn uống những điểm mà gọi là những món ăn đặc sản của vùng miền. Cái đó là mình sẽ nói thêm với các anh chị sau về cái sự việc này. Rồi cái phương tiện di chuyển, ví dụ như các anh chị đi từ tốt rồi, khi các anh chị đi thì đến cái vùng đó các anh chị muốn di chuyển, ví dụ như nội trong nước đi, các anh chị ví dụ lấy một ví dụ đơn giản đi, các anh chị đi du lịch ra Đà Lạt hoặc là du lịch ra ngoài vùng Phan Thiết. Tại vì thật sự Nga thường thường Nga thích cái vùng Phan Thiết hơn Vũng Tàu. Tại vì sao? Tại vì với một cái chi phí mà giá mà đi ra Vũng Tàu thì nó cũng là ngang ngửa với Phan Thiết, hoặc là nhiều khi còn mắc hơn. Nên Nga thường thường Nga đi Phan Thiết là chính. Tại vì vùng đấy là có nhiều cái sự lựa chọn cho mọi người và giá cả cũng rất là ưu đãi. Đặc biệt là biển ở đó nó vẫn đẹp hơn ở biển Vũng Tàu. Và khi đi đến những ví dụ như Nga đi ra ngoài Phan Thiết thì sau khi Nga đến, cho dù tour có dẫn đi thì đến cái tại chỗ đó thì mình cũng phải tìm những cái địa phương, những cái vùng. Ví dụ như mình ra chợ thì mình sẽ đi phương tiện gì đi, rồi mình sẽ hỏi phương tiện đó. Rồi ví dụ như mình đi Đà Lạt thì mình sẽ đến Đà Lạt rồi thì mình tối đi dạo. Một là mình đi bộ, hay là mình đi taxi, hay là mình mướn xe gắn máy để mà chạy vòng vòng, hoặc là mình sẽ di chuyển bằng xe đạp thì mình cũng phải lên chi phí. Rồi còn trường hợp thí dụ như các anh chị và các bạn đi những cái tour mà tự túc, mà đi cái ví dụ đơn giản đi đi những cái vùng Đông Nam Á, ví dụ như là đi Thái Lan hay là đi Singapore, thì các anh chị cũng phải lên một cái phương tiện để mà di chuyển. Thì đối với những cái tour đi những nước đó, Nga sẽ có những video clip sắp tới Nga sẽ kể cho các chị, và Nga sẽ có thể làm hướng dẫn trao đổi với các anh chị về cái cách thức mà tổ chức tour để mà đi du lịch tự túc tại Sing và tại Thái. Tại vì hai nước đó là hai nước mà mình có cái cách thức và cái kinh nghiệm đi cũng tương đối là khá, vì cách đây khoảng tầm một năm hầu như là tháng nào Nga cũng bay đi bên Thái, và Nga cũng đã có từng đi tự túc đi bên Sing được 2 lần, và Nga cũng có một cái kinh nghiệm để cách thức mà cái di chuyển. Thì thông thường mình sẽ có cái plan và những cái trải nghiệm thú vị tại nơi đó, mình sẽ chia sẻ thật tình với các anh chị vào những đoạn clip kế tiếp nha. Rồi khi đến thí dụ như Nga đi qua bên Thái đi, thì Nga phải lên cái plan là Nga sẽ đi tham quan ở đâu, địa điểm như thế nào. Có nghĩa là mình sẽ thiết kế là chi phí tham quan. Ví dụ như tại trong nước đi, các anh chị đi Đà Lạt thì các anh chị cũng phải lên một cái chi phí tham quan. Tại vì thật sự ra là có những chỗ họ cho mình free, có những chỗ mình phải trả tiền. Ví dụ như Nga đơn giản như các anh chị đi Đà Lạt thì các anh chị có thể tham quan khu vực Hồ Trường Lâm, thì các anh chị free đi dọc vòng, đi nhà thờ cũng free, rồi đi những cái gọi là khu mà ca nhạc hay là những cái khu mà công viên á, thì tương đối là nó free rồi. Nhưng các anh chị chỉ cần đơn giản các anh chị vô tham quan khu vực ví dụ như thác Đa Tạc La thì các anh chị phải trả tiền nè ha. Rồi các anh chị vô trong đó thì các anh chị chơi nào là tàu lượn, rồi cái tàu cao vượt thác các anh chị lái cũng phải trả tiền, và các anh chị đi những cái cáp treo xuống dưới tận đáy của thác các anh chị cũng phải trả tiền. Do đó là mình phải dự trù kinh phí tham quan của từng người, và nếu chứ mình đi tự túc thì mình cũng phải dự trù kinh phí là thuê xe từ trong chỗ mình ở ra ngoài khu vực thác cũng phải trả tiền. Do đó là mình phải dự trù kinh phí tham quan nè, giá máy bay hoặc giá xe khi mình di chuyển nè, khách sạn nè, ăn ở nè, rồi ăn những món ăn địa phương nè, và phương tiện di chuyển. Rồi kế tiếp á, là tất nhiên là khi đi chơi mình phải chọn có bạn đồng hành. Còn nếu mà trường hợp các anh chị đi một mình
thì mình sẽ có những cái tour đi tham quan một mình cộng với mình khiếp vô một cái đoàn nào đó, hoặc là các anh chị sẽ đi đi dạng giống như là tự túc đi một chuyến với ghép đoàn, ví dụ như với các bạn người nước ngoài, thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường mới để mình có thể mình tiếp cận. Và việc thứ hai là các anh chị có thể đi được đồng hành. Tại thật sự ra đi với người đồng hành á, mình sẽ được tiết kiệm rất nhiều về chi phí. Ví dụ như ăn ở, mình có thể share phòng với người bạn mình. Rồi đặc biệt á, là khi mình đi với những người bạn bè thân thiết hoặc là những người thân trong gia đình á, thì mọi chi phí đó sẽ được giảm. Và điều đặc biệt là khi các anh chị đi, các anh chị sẽ có người chụp hình cho mình, là điều quan đặc biệt nhất. Tại vì thật sự ra nếu mà đi một mình thì ít khi nào ai chụp hình cho mình lắm. Chỉ có mình cầm cái cây selfie mình tự chụp thì mình mới có hình thôi. Chứ ngoài ra thì hầu như là mình cũng có thể nhờ giả. Hoặc là các anh chị đi một mình, các anh chị vô trong group đó, các anh chị làm quen với những người khác, thì sau đó họ sẽ chụp hình cho mình và mình chụp hình lại cho họ. Tại vì chính bản thân mình đã có từng mình đi một mình. Và đợt đấy mình đi tour đi Nhật, và trong chuyến đi đấy thì bạn của mình bị tai nạn trước đó và bạn mình không có di chuyển được, có nghĩa là đi không được. Thế là không ai chụp hình cho mình. Mình cứ nhờ một người đi trong đoàn và mình làm quen, và thế là hai bên chụp qua chụp lại với nhau. Thế là cuối cùng mình cũng có hình. Đó là điều mà mình thích nhất khi mà đi mà có người thân và bạn bè. Rồi, kế tiếp nữa là mình sẽ có thể chia sẻ với anh chị rất nhiều cách mà các anh chị phải làm. Chính như thật sự ra khi đi mà du lịch thì phải có bạn bè. Tại vì sao? Tại vì bạn bè là những người mà mình thân thích nhất, có nghĩa mình chơi với nhau và mình hiểu tính được nhau thì nó dễ dàng. Hoặc mình đi với người thân của mình cũng được, nhưng nếu mà cho Nga sự lựa chọn thì mình sẽ không lựa chọn. Ít khi mình cũng thích đi với người thân, nhưng mà tùy từng trường hợp. Mình thích đi với bạn bè. Tại vì sao? Tại vì khi mà đi với bạn bè thì tất cả các anh chị sẽ có thể là cười đùa giỡn, không ai mà bắt bẻ mình hết. Còn đi với người thân nào là phải khép nép rồi này kia đó, đủ thứ. Do đó là tùy từng trường hợp, tùy từng gia đình, mình sẽ có một cái sự lựa chọn. Tất nhiên là mình cũng đi người thân và cộng thời mình cũng phải đi với bạn bè. Đó là điều cả hai nha. Rồi, mình phải chọn địa điểm đến. Có nghĩa là ở đây địa điểm đến sẽ có hai trường hợp, địa điểm là trong nước hoặc là nước ngoài, tùy các anh chị và các bạn mình muốn như thế nào. Ví dụ như cái kinh phí mình đưa ra, ở đây mình chỉ nói chung hết tất cả là nếu những anh chị mà đã có một cái plan sắp tới trong dịp 30 tháng 4 hoặc là hè, mình nghỉ được 4 ngày, 5 ngày, mình có thể đi những cái plan là trong nước. Đối với những trường hợp là tùy từng trường hợp, tùy từng túi tiền của mình, và các anh chị đã lên một cái kế hoạch dự trù kinh phí. Ví dụ như các anh chị đã lên dự trù kinh phí cho cái việc đi tour trong nước, từ đây đến đó thì các anh chị có thể để dành ống heo, rồi các anh chị sẽ book những cái tour trong nước. Rồi nếu như anh chị mà không thích nữa thì các anh chị có thể muốn đi tham quan nước ngoài, hoặc dẫn con cái, hoặc dẫn gia đình mình đã có kế hoạch, thì mình sẽ có sự lựa chọn là đi địa điểm đến là trong nước hay nước ngoài. Ví dụ như giống nãy Nga nói rồi, đến thời điểm năm, thời lượng là 5 ngày thì mình có thể đi tour trong nước. Ví dụ như là mình có thể đi, ví dụ như nãy Nga nói rồi, mình đi trong nước, ví dụ đi miền ngoài miền Bắc cũng được, miền Trung cũng được, hay là miền Nam cũng được. Nguyên ngoài miền Bắc thì mình có những cái tour, mình có thể là lên mạng mình search và mình chọn địa điểm đến và mình book vé máy bay. Còn về ở miền Trung thì mình có thể đi Đà Nẵng, Huế, Hội An này kia. Còn đối với thời lượng 5 ngày thì mình cũng có thể mình đi, ví dụ như là mình đi Thái Lan nè, mình đi Singapore, mình đi Malaysia, Indonesia hoặc là Nhật, Hàn Quốc gì đó, cũng có thể được 5 ngày. Cái đó là mình sẽ lên dự trù kinh phí và kế hoạch. Rồi, một cái nữa là mình muốn nói đến các anh chị là khi đi thì mình phải book tour hoặc là mình đi tự túc. Tất nhiên là mình phải lập lên một cái bàn cân so sánh giá cả giữa mọi cái. Ví dụ như từ xe cộ, nếu mình đi phương tiện đi lại mình phải so sánh nè. Rồi việc thứ hai là mình chọn vé. Ví dụ bay thì mình phải chọn hãng máy bay nào cho ok, hoặc là tùy vào cái túi tiền của mình sẽ chọn vé máy bay thật là tốt. Nhưng đối với Nga thì Nga không quan điểm là chọn chuyến máy bay thật là tốt, mà Nga chỉ quan điểm là đối với Nga thì Nga focus cái phần giá.
Tại vì thật sự nếu anh chị mà quan điểm chọn máy bay tốt, thật sự là máy bay thì hầu như hãng nào cũng ok hết. Chỉ cái từng trường hợp là gọi là mình xui bất đắc dĩ thì mình không bàn tới, nhưng mà cái hãng nào hãy bay thì tất nhiên người ta phải đảm bảo an toàn cho mình rồi. Và tùy các anh chị là đi bay ngắn hay bay dài nữa. Nếu mà bay dài thì mình sẽ chọn cái sân bay nào mà mình transit ok nhất. Thì cái đó Nga đã từng trải qua đi một số sân bay thì Nga cũng có rút được một số kinh nghiệm, thì Nga sẽ chia sẻ cho các anh chị vào những đoạn kế tiếp. Nhưng nếu như mình bay chỉ trong khu vực Đông Á thì các anh chị cứ việc chọn là hãng nào cũng được, miễn rẻ là được rồi. Còn nếu như mình có tiền thì mình sẽ nâng cái hạng mình lên. Ví dụ mình có thể ngồi hạng business hoặc hạng first class, đó là tùy từng túi tiền của từng người mà các anh chị chọn lựa. Rồi, và mình phải so sánh giữa giá cả phòng ốc. Ví dụ như là phòng ốc, ví dụ như giữa cái vị trí này và vị trí kia. Ví dụ như các anh chị lựa chọn theo đẳng cấp về sao, hoặc là các anh chị chỉ cần không cần chọn sao, các anh chị chỉ cần cái chỗ ở sạch sẽ, thì tùy ở mọi người. Nhưng mình sẽ có sự so sánh giá cả của từng nơi. Các anh chị cứ việc đơn giản là các anh chị cứ việc lên làm những cái trang web, ví dụ như là TripAdvisor hoặc là Traveloka hoặc là bookingonline.com gì đó. Các anh chị coi và chọn phòng ốc cho thiệt là kỹ, và các anh chị phải coi được điều lệ của họ khi họ mình mà gọi là đặt tiền hoặc là mình book phòng, thì mình sẽ phải có một cái khoản mà coi thật là kỹ điều lệ. Và hầu như đi các tour nước ngoài khi mà các anh chị book phòng đều là phải trả tiền trước, bao nhiêu cái tiền deposit á, rồi khi đấy mình sẽ trả trực tiếp. Còn trường hợp các anh chị không mấy thì các anh chị sẽ booking online và các anh chị dựng chỗ, tùy từng trường hợp nha các anh chị. Trong nước thì dễ dàng, còn nước ngoài thì mình phải đọc cái điều khoản của nơi đến và mình sẽ chọn nhiều địa điểm. Còn thông thường thì đi nước ngoài thì mình sẽ chọn cái nơi, thí dụ như Nga đi Singapore thì Nga sẽ chọn cái khách sạn Nga ở gần những cái trạm subway hoặc là Skytrain để mình dễ dàng di chuyển cho nó thuận lợi. Ở bên Thái thì mình cũng vậy, còn đối với Việt Nam thì dễ dàng cho tụi mình rồi, Nga không bàn cãi đến. Kế tiếp nữa là mình tất nhiên là khi mà lựa chọn đó thì mình cũng phải so sánh về giá cả trong việc di chuyển. Đối với trong nước thì mình chỉ có các hãng giống như là Phương Trang, Thành Bưởi hay là của Mai Linh. Rồi tùy cái vùng các anh chị đi, ví dụ như các anh chị đi ra ngoài Vũng Tàu thì ngoài ra còn có những cái hãng xe khác, giống như là Nga nhớ mang máng là có hãng xe Hoa Mai nè, rồi Phương Trang, Thành Bưởi thì cũng có Phương Trang, với lại cái gì Mai Linh. Mình cũng có thể mình ra hoặc là mình lên mạng mình search thì có những thông tin các chị có gì so sánh. Nhưng mà hầu như ở Việt Nam thì mọi giá cả đều nó ngang ngửa với nhau, không có hãng nào hơn hãng nào, chỉ có là đẳng cấp là xe này là bao nhiêu chỗ, êm ghế ngồi như thế nào, thì đó sẽ chênh lệch với nhau một chút. Và cái cuối cùng mà mình muốn đề cập đó là săn tour hoặc là book vé máy bay. Hồi nãy Nga có nói rồi, các anh chị sẽ phải, thí dụ như các anh chị mà có một cái plan bây giờ để cuối tháng bay, thì tất nhiên nếu mình bay vào giờ cao điểm thì giá vé nó sẽ mắc, vì hầu như mọi người ta đi, và tất nhiên hãng máy bay họ cũng rất là khôn là họ sẽ nâng cái giá lên chứ họ không để giá thấp, vì họ biết là cái nhu cầu này là thật sự cần nên họ sẽ đưa cái giá lên. Còn đặc biệt trong cái tháng hè thì khoảng thời gian nó còn tương đối là xa, với lại mình có một cái khoảng thời gian là mình sẽ plan đi ngày giờ nào và mình sẽ chọn cái giá sao ok để mà mình có một cái vé máy bay hoặc là vé xe giá ok, hoặc là book tour giá ok. Nhưng thông thường khi mà mình đi mà săn giá rẻ thì hầu như các bạn đi mà đi theo group thì giá vé tham quan của mình sẽ rẻ hơn so với mình đi một mình. Ví dụ như các anh chị book được cái vé máy bay thì nếu như mà Nga sẽ chỉ các anh chị một cái mẹo để book vé máy bay. Các anh chị có thể coi một số cái đoạn clip trước đó, Nga có một bài hướng dẫn book vé máy bay mà đi Mỹ giá rẻ, Nga sẽ chia sẻ ở những cái đoạn clip kế tiếp để cho các anh chị có thể là chuẩn bị được cái vé máy bay ok nhất từ đây đến hè các anh chị có thể đi. Và khi mà các anh chị book vé máy bay đi giá rẻ thì nó có nhiều yếu tố lắm nha, Nga sẽ hướng dẫn mọi người.
Và kế tiếp nữa là khi mà mình săn tour giá rẻ nó như thế này, khi mà mình đi mà đi một mình á, thì giá nó sẽ mắc. Nhưng đối với trong ở Việt Nam mình á, thì đi số lượng nhiều thì hầu như mọi người phải hỏi kỹ ở cái agent đó, tại vì họ sẽ có một cái giá deal cho thật là tốt. Còn nếu như mà mình đi một group á, là nói tùy ở Việt Nam thì Nga thấy là các anh chị phải hỏi rõ cái đó. Nhưng cái kỳ mà mình đi quốc tế, mình đi qua Mỹ á, mình đi một group thì mình được một cái giá ưu đãi. Ở bên Mỹ nó có một cái chế độ như này, thế mà các anh chị mà đi từ hai người thì người thứ ba sẽ được giảm giá, hoặc là người thứ ba sẽ được free. Và tùy cái chế độ free, có thể là free toàn chuyến, hoặc là free phòng ở, hay là free vé, còn phòng thì phải trả, có là tùy. Thì Nga xin chia sẻ với mọi người một số điều để chuẩn bị mà cho cái việc mà du lịch sắp tới của các anh chị. Và chúc các anh chị phải chúc toàn tất cả các anh chị có thể là có những cái chuyến du lịch thật đáng nhớ trong gia đình và người thân. Và các anh chị hãy tìm hiểu cho thật kỹ mọi việc, anh chị book và lên một cái kế hoạch cho thật chu đáo. Và Nga xin nói lại là 5 bước để chuẩn bị cho chuyến du lịch đáng nhớ của mình. Là thứ nhất là chuẩn bị một cái ngân sách thật là kỹ càng, thứ hai là có bạn đồng hành, thứ ba là phải chọn địa điểm đến, thứ tư là mình cần phải có sự so sánh giá cả của các nơi, thứ năm là các anh chị phải săn được cái giá tour ok hoặc là vé máy bay ok. Các anh chị cứ việc book. Và những gì mà Nga chia sẻ cho các anh chị, nếu các anh chị thấy điều đó hữu ích các anh chị thì các anh chị có thể cho Nga một cái like, hoặc các anh chị có thể nhấn vào subscribe để đăng ký cái phần kế tiếp Nga sẽ kể các anh chị nghe và hướng dẫn các anh chị cái cách mà book vé máy bay đi quốc tế với giá rẻ nhất. Tại vì Nga đã từng book vé máy bay từ đây bay qua Mỹ với giá chỉ có 480 đô, và đó là bay theo cái lịch của người ta. Còn thay đổi một chút xíu thì Nga đã book một cái vé khứ hồi từ đây qua Mỹ và đi lót về lót các anh chị đi từ Việt Nam qua bên lót và trở về với giá là 530 đô. Và đó là một cái cách thức mà Nga đã thấy được trong nhiều lần Nga book. Và tùy vào mùa thôi, Nga xin tạm biệt các anh chị và chúc các anh chị là có những ngày nghỉ lễ sắp tới thật là hạnh phúc cùng người thân và gia đình, và có những cái chuyến đi vào mùa hè và những cái chuyến đi vào những mùa khác được mọi thứ ok. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.